Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản của team 179 Khánh Hòa. Hiện tại là Tâm đang ở thực địa ngay khu đô thị Phú An Nam 2 thuộc xã Diên An, Diên Khánh. Thì hôm nay Tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị một lô đất cực kỳ là đắc địa luôn. Vị trí cực kỳ đẹp. Hai mặt tiền, một mặt tiền đường nhựa 24m và một mặt tiền đường 13m. Lô gốc hai mặt tiền, một mặt hướng Bắc và một mặt hướng Nam luôn. Đây, siêu phẩm lô biệt thự phía sau lưng Tâm đang đứng nè anh chị. Đó, anh chị đây, đây. Đây là đường Tâm đang quay là đường 24m đây. Tâm đang đứng ngay tại thửa đất luôn để review cho anh chị xem. Đó. Lô đất biệt thự hai mặt tiền siêu đẹp của khu đô thị Phú Nam. Mà giá bán cực kỳ tốt, chỉ có 16 triệu cho một mét vuông thôi. Đây, Tâm mời anh chị đi cùng Tâm để xem thực tế đất nha. Đây, anh chị, Tâm đang đứng trên đường số 12 đây. Từ góc đường số 12 đây anh chị. Đường số 12 này hiện trạng là rộng 24m đây. Đây là lô góc hai mặt tiền đường 24m và đường nhựa 13m. Mà Tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị đây. Tâm sẽ đi từ bên đường qua để anh chị xem kỹ về lô đất hơn. Đây là buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp nè. Mặt trời xuống núi nè anh chị. Đó, anh chị thấy không? Xung quanh là những biệt thự và những nhà cao tầng xây rất là đẹp. Đây, Tâm đi qua để gần lô đất để anh chị xem nha. Đó, mặt tiền siêu phẩm, mặt tiền đường nhựa 24m luôn. Đây anh chị. Vị trí lô đất này nằm ngay lô góc giữa hai biển số là 12 và đường số 19 luôn. Đây là lô đất Tâm muốn giới thiệu tới anh chị đây. Lô biệt thự này với tổng diện tích là 360m², ngang mặt tiền đường là 12m. Đây anh chị, từ vị trí ba góc nè, có một góc ba góc qua đây là 7m nè, và từ ở đây nè anh chị, ngay cái bịch này qua ngang đây là 12m là mặt tiền. Mặt tiền này là hướng về hướng Bắc nha anh chị, và bên hông là hướng Tây. Hướng Tây thì mặt tiền từ hướng Tây là có chiều dài của lô đất là 17m. Phía sau là hậu ngang của lô đất là 17m luôn. Và bên góc này là ngang xuống anh chị à, từ mặt tiền đường này ngang xuống lô đất là 22m. Đó, vị trí cực kỳ đắc địa. Xung quanh này anh chị thấy không, khu dân cư là toàn là những biệt thự rất là to, rất là đẹp luôn. Đây, xung quanh khu dân cư hiện hữu rất là đông. Một vị trí cực kỳ đẹp, thích hợp là để anh chị nào nè vừa ở nè, vừa đầu tư có thể là xây nhà hàng, quán cà phê đều rất là đẹp. Đây, Tâm sẽ đi một khúc vào đường khu dân cư để cho anh chị xem thêm và hình dung nha. Tâm sẽ đi vào đường số 19 này, đường số 19. Đường số 19 này hiện tại là khu dân cư ở rất là nhiều, rất là đẹp. Những căn biệt thự rất là đẹp luôn. Đó, Tâm đi để hình dung cho anh chị thấy dễ hơn. Để em đi xe như thế này để anh chị hình dung về đất này cho dễ nè. Đó anh chị. Đó, siêu biệt thự luôn. Khu vực này là toàn là những lô biệt thự thôi anh chị. Hàng xóm thì rất là đẹp, rất là hoành tráng rồi đúng không ạ? Đây, rất là đẹp. Đó, xung quanh này, Tâm quay một lượt xung quanh cho anh chị xem. Khu dân cư ở rất là đông. Hiện tại anh chị cũng biết là ngay khu đô thị Phú Nam là một trong những khu đô thị đẹp nhất của thị trấn Diên Khánh hiện tại, nằm ở tại xã Diên An và tương lai là sẽ trực thuộc về thành phố Nha Trang. Đây, một nơi rất là lý tưởng để sinh sống, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đẹp luôn. Đó anh chị thấy không, những siêu biệt thự. Đây, Tâm quay lại lô đất cho anh chị xem. Đó, lô gốc hai mặt tiền đường luôn. Tâm đang đứng ở đường 13m. Đó, lô gốc hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường 13m và một mặt tiền đường 24m luôn. Một siêu phẩm luôn, lô gốc luôn anh chị. Mà giá bán cực kỳ tốt, chỉ có 16 triệu cho một mét vuông thôi. Tổng thể diện tích là 360m². Đấy, rất là đẹp. Thấy anh chị thấy không? Đây là Tâm, hiện tại là Tâm đang đi ở đường 13m. Và Tâm sẽ đi thêm một đoạn của đường 24m để cho anh chị xem. Đây là một trong những đường chính của khu đô thị Phú Yên Nam anh chị. Đường số 12 và đường số 19. Đó anh chị thấy rất là đẹp luôn. Đường rộng thênh thang luôn. Đó, bên đây là người ta là chuẩn bị đổ đất để làm khu dân cư nè anh chị.
Đó, phía đối diện là người ta đang đổ đất để làm khu dân cư đây. Thẳng tay em đây là về đi thẳng lên đó là chuẩn bị là làm khu dân cư của Dương An và trung tâm thương mại luôn. Đó, khu dân cư, khu đô thị của Phú Nam luôn chị. Và thẳng đường đó là chúng ta sẽ ra quốc lộ 1A. Và đi hướng này chúng ta rẽ ra đường số 15 là cách ra ngoài đường 23 tháng 10 là chỉ hơn 300m đường ô tô thôi anh chị. Đó, khu dân cư ở rất là đông. Đây, Tâm sẽ đi một đoạn để anh chị xem hình dung về đường cho dễ. Đây, từ vị trí lô đất này anh chị. Đó, lô đất Tâm muốn giới thiệu anh chị đây. Mặt tiền đường nhựa rộng 24m và rộng 13m luôn. Tâm đi một khúc để anh chị hình dung thêm. Đó, đất cực kỳ đẹp, cực kỳ vuông vức luôn. Đất ở khu đô thị thì anh chị cũng biết rồi. Thứ nhất là rất là vuông vức, cái thứ hai là sổ đầy đủ rồi. Đó, đặc biệt là khu đô thị ở Phú Nam là cho xây dựng tự do luôn. Cho nên là tùy anh chị có thể là xây một nhà vườn cấp 4 rộng 360m², hay là mình có thể xây nhà hàng, quán cà phê, tùy ý, tùy nhu cầu mình sử dụng luôn anh chị. Đó, rất là đẹp. Khu dân cư hiện hữu nè, ở rất là đông luôn. Đó, anh chị thấy không? Đường xe rất là đẹp. Đó, anh chị thấy. Nè, để Tâm đi thêm một tí nó qua đường này cho anh chị xem. Đó, anh chị thấy rất là đẹp, đường xá rộng rãi. Biệt thự thì như cũng như anh chị biết, những căn biệt thự thì ở rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Đây là cũng lô, đây là cũng một lô biệt thự luôn nè anh chị. Đó, xây kiểu nhà cấp 4 villa rất là đẹp. Đó, khu dân cư hiện hữu rất là đông đúc, toàn là nhà cao tầng không à. Đó, rất là đẹp. Đó, xe kia là lô đất của chúng ta đó. Wow, bữa nay quá tuyệt vời luôn. Quay chúng bữa nay có, anh chị thấy là có cầu vòng luôn nè. Đó, có cầu vòng rất là đẹp luôn. Đó, có cầu vòng rất là đẹp. Sau lưng căn biệt thự này là đó là lô đất của mình anh chị. Siêu phẩm luôn, mặt tiền đường 24m. Anh chị có hình dung mà mặt tiền mà lô góc hai mặt tiền mà 24m và 13m thì anh chị thấy đẳng cấp như thế nào đúng không ạ? Ở cực kỳ thông thoáng, có thể là kinh doanh mua bán đều được hết. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Rất đẹp đúng không anh chị? Đó anh chị, nãy giờ là tổng quan là Tâm đã đi gần ngay khu vực gần nhất để anh chị xem về lô đất của mình rồi đúng không ạ? Đây, cực kỳ đẹp. Đó, thì nãy giờ Tâm đã tổng quan qua thì Tâm nói sơ qua thì chắc anh chị cũng đã hình dung được vị trí lô đất của mình rồi đúng không ạ? Cực kỳ dễ kiếm luôn, ngay mặt tiền đường số 12 và lô gốc mặt tiền số 19. Anh chị nào mà rành về khu vực Phú Quang Nam này thì đi ngang qua đây là chắc sẽ gặp ngay lô đất này thôi. Đó, mà hai mặt tiền luôn, giá bán cực kỳ tốt, chỉ có 16 triệu cho 1m², mà giá này vẫn còn thương lượng nữa anh chị à, thương lượng cho anh chị nào thiện chí luôn. Đó, anh chị nào mà muốn xây một nhà vườn, một biệt thự, mặt tiền đường nhựa để nghỉ dưỡng luôn, để ở luôn thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời, chỉ có mới 16 triệu cho 1m². Và anh chị này cũng đã biết về tương lai tiềm năng của xã Dương An hiện tại rồi đúng không ạ? Rất là nhiều dự án chuẩn bị là khởi công làm, đặc biệt là như tay Tâm hồi nãy có quay đó là khu dân cư và khu tái định cư của xã Dương An luôn và trung tâm thương mại luôn. Đó, kết nối thẳng ra được quốc lộ 1A và chúng ta từ vị trí này bán kính là trong vòng 500m² thôi, gần trường học nè, gần ủy ban nhân dân xã nè, gần chợ nè. Đó, tất cả các tiện ích của xã Dương An luôn. Và đặc biệt là nằm trong khu đô thị đây, ngay đường khu này là toàn những lô biệt thự cho nên là khu dân trí rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn. Đó, anh chị nào có thích ở một nơi tuyệt vời như thế này, thích mua để dành đầu tư nè, thích kinh doanh nhà hàng nè, thích mở quán cà phê nè, thì hãy inbox cho em với số điện thoại là 0899903339 để em xin mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là giải đáp những thắc mắc về vấn đề sổ sách, pháp lý và thủ tục mua bán.
để anh chị có thể yên tâm giao dịch. Em sẽ hỗ trợ anh chị tới lúc anh chị là ra cầm tới sổ hồng trên tay luôn, cho nên quý anh chị cứ yên tâm. Tâm mến chúc quý anh chị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Anh chị nào có yêu quý Tâm thì hãy nhớ like và đăng ký kênh của Tâm nha. Tâm yêu quý tất cả mọi người. Xin chào mọi người.